tép lắm. Dạ. Yeah. Mà biết tại sao sư cô? Tại vì con biết là Thúy Nga bận á. Yeah. Cái chuyện nhỏ nhặt này nhiều khi Thúy Nga cũng rất là bận, thành ra mấy cái lặt vặt này á, giúp cho Thúy Nga phần nào hay phần đó. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Yeah. Cười kìa, dễ thương không? Chào bà. Dễ thương không? Give me five. Vậy là cô hên rồi. Con hên lắm, tại vì con cũng có phần ở trong đấy đó. Dạ. Yeah. Nên ba khỏi có suy nghĩ vấn đề gì khác, tại vì đó con rất là đó. Dễ thương quá. Ăn con chưa biết lựa chọn. Hả? Bà cứ giữ con không có xài cái vấn đề. Cái này uống cà phê. Dạ không bà. Hả? Bà giữ đi, con không có xài. Cái gì không xài? Cái uống cà phê hoài mà không xài. Bà đưa sư cô, con không có xài. Đưa sư cô đưa lại. Không, đưa sư cô gì bỏ trong này. Đâu có phải uống cà phê. Cái này là làm cái tình thôi, không có bao nhiêu hết. Nè dễ thương không? I know you like pink, right? Nè yeah. Pink à. Cái này dễ thương nè. Con thích cô đó. Nhưng mà cái này là biết là đó, dễ thương không? Đó, you like it, right? Dạ, con. Đó, chạy nha. Dạ. Xong rồi cái này biết cái gì không? Cái này đánh môi nè, cho nó dạ. Nhiều khi mình đi ra ngoài nó khô đó. Bỏ nhiều. Đây nè. Dạ. Cái đó cái gì ba? Cái mùi son. Dạ, dạ. Từ từ rồi mua đồ hiệu nha, xài cái này trước đi, xong 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 rồi mình mua đồ hiệu. Đó, bà để khi mà mình làm. Có duyên đó cô ơi, sư cô. Hình ảnh mới về Kim Ngân khi má hai Thúy Nga đi vắng, phản ứng rất đáng yêu khi được khán giả tặng quà. Vừa rồi quý vị đã được xem những hình ảnh mà sư cô ghi hình và đăng tải lên mạng xã hội để làm kỷ niệm cho Kim Ngân. Chúng tôi xin phép chia sẻ lại để đông đảo khán giả được biết hơn những cử chỉ đáng yêu của Kim Ngân khi được khán giả tặng quà. Kim Ngân trả lời rất tế nhị khi được vị khán giả tặng tiền. Càng ngày nữ ca sĩ càng tuyệt vời hơn. Má hai Thúy Nga đi vắng lâu ngày nên khán giả vì nhớ Thúy Nga mà liên tục tìm kiếm những hình ảnh của Kim Ngân trên các trang mạng. Đồng thời có nhiều người mong chờ đến mức thấy Thúy Nga bình luận ở đâu trên mạng là vào nhắc má hai mau mau về quay clip cho Kim Ngân. Ai nấy đều thích xem Kim Ngân từ kênh của Thúy Nga vì những hình ảnh chân thật và rõ nét. Tuy nhiên sau những ngày đi diễn chắc hẳn má hai cần nghỉ ngơi để nạp năng lượng thì mới đủ sức khỏe để làm việc và đồng hành cùng Kim Ngân. Nhưng khán giả mong chờ được thấy Kim Ngân từ sáng tới tối được giải cơn khát nhớ Kim Ngân phần nào khi bé Yến vừa cập nhật tình hình mới nhất về má Ngân cho khán giả. Vừa tới nhà, nghe tin má Ngân đã về, bé Yến reo lên vui vẻ, má và rồi và lập tức vào phòng để rủ má Ngân đi ăn tối. Thấy nữ ca sĩ hôm nay lên giường khá sớm nên cô bé tỏ ra có chút lo lắng rồi hỏi Kim Ngân. Hôm nay má sao vậy? Đi ăn đi má. Con dẫn má đi ăn nha. Cô bé tiền lại giường ân cần hỏi má Ngân. Nhưng nữ ca sĩ trả lời là ăn rồi và nói con đi ăn đi. Chị Huyền thấy thế cũng vào phòng để thuyết phục Kim Ngân. Chị Huyền nói với Kim Ngân, đi đi mà, đi với cả nhà cho vui đi Kim Ngân. Bé Yến ngồi xuống giường năn nỉ má Ngân. Kêu má Ngân tâm sự với con đi. Hôm nay má ăn gì? Nếu mà không muốn đi thì con mua về cho má ăn nhé. Nhưng nữ ca sĩ buồn ngủ nên không đi. Còn nhắc bé Yến đi đi kẻo tối, con đi đi rồi mai tính. Thấy má Ngân vẫn khỏe và bình thường chỉ là đang buồn ngủ thôi thì bé Yến mới yên tâm đi ăn. Trước khi đi còn tạm biệt và tắt điện cho má Ngân ngủ. Bé Yến hứa với mọi người sẽ cập nhật những tình hình mới về má Ngân để khán giả đỡ lo lắng. Quý vị khán giả có thể qua kênh YouTube có tên là Tuấn Yến, hơn 30.000 người đăng ký để xem những video đời sống của hai vợ chồng dễ thương và xem thêm những khoảnh khắc về Kim Ngân trong khi má hai Thúy Nga chưa ra được video mới nhé. Những hình ảnh về Kim Ngân từ kênh của Tuấn Yến và kênh của Thúy Nga luôn là ưu tiên hàng đầu của những khán giả yêu thương Kim Ngân. Từ ngày Thúy Nga đăng tải những khoảnh khắc của nữ ca sĩ lên mạng xã hội, từ khóa Kim Ngân luôn được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Cùng với sự nổi tiếng đó, rất nhiều khán giả thấy yêu thương và cảm kích bởi sự nhiệt tình và lòng tốt của Thúy Nga. Nhưng cũng không ít tin đồn đoán già đoán non về số tiền mà Thúy Nga thu nhập được từ kênh YouTube. Thời gian gần đây có nhiều kênh giật tít rằng Thúy Nga kiếm được hàng tỷ đồng mỗi tháng.
bằng cách dẫn chứng số liệu từ một trang thống kê trên mạng. Tuy nhiên, theo những chuyên gia làm YouTube lâu năm, trang thống kê đó chỉ mang tính tham khảo. Trên thực tế, số tiền kiếm được từ người xem đến từ Việt Nam sẽ thấp hơn rất nhiều so với người xem đến từ nước ngoài. Khán giả theo dõi những video của Thúy Nga sẽ thấy, dù những clip mà Danh Hài đăng tải khá dài nhưng cũng có không nhiều lượt quảng cáo. Chính vì thế, thu nhập của kênh Thúy Nga Channel không hề cao như lời đồn và thống kê trên mạng. Xét mức trung bình những kênh YouTube có lượt view chủ yếu ở Việt Nam thì thu nhập sẽ chỉ bằng 1/5 đến 1/6 những gì mà trang thống kê dự đoán. Không hề có chuyện thu nhập tiền tỷ như một vài kênh YouTube đưa tin. Thiết nghĩ số tiền Thúy Nga kiếm được là bao nhiêu chúng ta cũng không nên quan tâm, vì dù ít hay nhiều cũng là công sức mà Thúy Nga bỏ ra. Chúng tôi nhắc tới chuyện này để quý khán giả hiểu hơn cho Thúy Nga và chọn lọc thông tin trên mạng xã hội. Nếu mọi người muốn ủng hộ cho Thúy Nga, thì hãy xem hết những quảng cáo xuất hiện trên video của cô ấy và để lại những bình luận tích cực để nữ danh hài có thêm động lực. Được quý vị ủng hộ cũng như thêm một phần kinh phí để Thúy Nga lo cho Kim Ngân, vì sau khi công bố số tiền 250 triệu được Mạnh Thường Quân ủng hộ trong thời gian qua, Thúy Nga khẳng định sẽ gửi lại toàn bộ số tiền cho Kim Ngân. Thúy Nga cũng nói rõ để mọi người hiểu hơn, từ ngày Thúy Nga gặp chị Kim Ngân tới giờ, những cái gì Nga chi trả, mua sắm cho Kim Ngân, làm tất cả những gì cho Kim Ngân, đều là tiền túi Thúy Nga bỏ ra, chưa bao giờ lấy tiền của Mạnh Thường Quân. Số tiền 250 triệu đó Thúy Nga sẽ giữ nguyên vẹn để gửi lại cho chị Kim Ngân. Thúy Nga chia sẻ công khai minh bạch từng đồng một lên mạng xã hội. Vì chuyện tiền bạc rất nhạy cảm nên hành động này của Thúy Nga cũng đập tan những kẻ xấu tính nói này nói nọ về Thúy Nga. Nữ danh hài cũng chia sẻ thêm, chi phí lo cho Kim Ngân 3 tháng qua cũng khá nhiều, nhưng Thúy Nga không bao giờ toan tính ở đây. Những con số nó cứ lắc nhắc gộp lại thành rất nhiều. Từ sắm đồ đạc trong nhà, mua sắm quần áo, từ ăn uống rồi xăng xe, mỗi tháng gần cả mấy trăm, gần cả ngàn đô tiền xăng. Vì chị Kim Ngân không thích ngồi một chỗ, đi với mình kiểu rong ruổi ngao du, nên là đi nơi này nơi kia suốt ngày. Mệt nhưng mà vui, vì đã giúp được chị Kim Ngân. Thúy Nga không nghĩ đến chuyện tiền bạc, vì từ trước tới giờ Thúy Nga cũng đã từng giúp nhiều người khác với chi phí còn lớn hơn thế. Nên điều quan trọng nhất vẫn là giúp Kim Ngân chữa khỏi bệnh. Đến khi ấy Thúy Nga mới được nhẹ lòng vì đã hoàn thành được tâm nguyện từ khi quyết định nắm tay Kim Ngân đi trên hành trình này. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video. Hãy để lại một bình luận tích cực để lan tỏa yêu thương và chờ đợi những tập mới của Kim Ngân trên kênh Thúy Nga Channel nhé cả nhà.